Hôm nay thầy thầy dạy xong cái phần này thì sau đó thầy sang hình. Sang hình thì thầy sang 3 hôm cơ. Sang hình luôn 3 hôm một lần. Thì chúng ta sẽ nếu Khánh Tâm học phần này thì con có thể nghe qua, vì phần này thầy sẽ dạy khác các con ở trên trường. Chúng ta sẽ lướt qua này, chúng ta đưa vào bộ nhớ phần này thôi, còn thầy sẽ không dạy như ở trên trường đâu. Trước tiên chúng ta sang cái phần hàm số. Hàm số đây là dạng hàm số bậc 2. Hàm số bậc 2 y bằng ax bình phương với a khác 0. Thế thì khi gặp phải hàm số bậc 2 này ấy, thì chúng ta quan tâm nhất là, một là cái đồ thị hàm số, hai là các tính chất của hàm số, và ba chính là liên quan đến vấn đề là ứng dụng của hàm số, để chúng ta sẽ sang phần giải phương trình bậc 2. Nhắc đi nhắc lại các con. Và thực tế thì phần này ứng dụng trong cuộc sống rất nhiều. Ngay cái đầu tiên sách giáo khoa các con đã nhìn thấy một cái hình rất rõ, người ta muốn nói đến ý cái ứng dụng của nó, đúng không? Và ví dụ các con nhìn thấy cổng trường đại học, ví dụ đại học mà xây dựng có cái parapol, đại học Bách Khoa chẳng hạn, thì người ta có những cái hàm số. Vậy thì về tính chất của hàm số ấy, thì nó cũng giống hàm số bậc nhất, đó chính là tính đồng biến nghịch biến ở những đoạn nào. Và chúng ta quan tâm ví dụ như là ví dụ là một là y bằng 3x bình chẳng hạn, hai là y bằng trừ 2x bình chẳng hạn. Đấy, nó có hai dạng. Dạng thứ nhất là trường hợp này a lớn hơn không, và dạng thứ hai là a nhỏ hơn không. Và về lập bảng thì các con biết rồi. Trước tiên là chúng ta thử lập bảng minh họa cái y bằng a 3x bình này. Lập bảng này. Chúng ta lập bảng để xem. Thì các con lập bảng cho thầy. X này. Thầy thích là thầy lấy trừ 2 này. Trừ 1 này. 0 này, 1 này, 2 chẳng hạn này. Và ở đây chính là y bằng 3x bình này. Thì x bằng trừ 2 thì x bình bằng 4 nhân 3 là 12 này. X bằng trừ 1 thì trừ 1 bình phương là bằng 1 này. 1 nhân 3 là bằng 3. X bằng 0 thì y cũng bằng 0 này. Và 3 này, 12 này. Thì các con nhìn thấy được một cái tính chất rất quan trọng là số 0 này là số trung gian. Khi x bằng trừ 2 và x bằng 2 thì các con nhìn thấy y đều như nhau. Cho nên x bằng đối, nghiệm đối thì y đều như nhau. X bằng trừ 1 và y bằng 1, x bằng trừ 1 với x bằng 1 cũng như nhau, y như nhau. Vậy thì nhìn lên đây các chỉ kiểm tra xem cái đồ thị của nó này. Thầy làm nhanh nhé, đồ thị của nó ta kiểm tra, bởi vì học phương trình đường thẳng rồi, đường thẳng rồi, cho nên là bây giờ ta kiểm tra này. Đây. Đấy, đoạn này mà bạn nào được giáo viên hướng dẫn cho một tí là hiểu ngay. Trước tiên là chúng ta kiểm tra x bằng 0 này, các con nhìn thấy
Thầy lấy cho dù x âm hay x dương thì y đều dương này. Và các em biết rằng là y bằng 3x bình phương ấy, y bằng 3x bình thì luôn luôn lớn bằng 0 thôi. Cho nên tại số 0 này là giá trị nhỏ nhất này. Bây giờ x bằng trừ 1 này, x bằng 1 này, thì y bằng 3 đây. Các con cứ vẽ cho thầy này. Đây là 3 đây. X bằng 2 chẳng hạn, trừ 2 này, 2 này, thì y sẽ bằng 12 này. Các con tự vẽ nhé, cái phần này quan trọng lắm nhé. 12 ví ở đây chẳng hạn. Đây là 12 này. 12 đây. Vậy thì x bằng trừ 2, y bằng 12 này. X bằng 2 thì y cũng bằng 12 này. Vậy thì đồ thị nó có dạng này này. Điểm này ta nối 3 điểm này lại với nhau này. Đấy, các con nhìn thấy chưa? Thầy vẽ bằng hình này nó không đẹp lắm. Và ở đây thì người ta gọi là parabol. Parabol. Các con chú ý hình học. Và sau này các con sẽ nhớ này, tính chất của nó này. Đỉnh parabol nếu trường hợp A lớn hơn 0 này, nếu A lớn hơn 0 này, thì đỉnh parabol sẽ chóc theo hướng hình 1 này và xuất phát từ góc tọa độ OXY tại Y. Thế còn cái hình dáng đồ thị này thì tùy thuộc vào cái hệ số A này. Các con chú ý này. Nếu hệ số A này càng nhỏ thì nó sẽ, nếu hệ số A càng lớn thì nó sẽ tách nó ra kiểu này. Ví dụ thế. Và các con nhìn thấy trục OY luôn luôn là trục đối xứng. Các con thấy hai bên này nó cân nhau. Bởi vì x bằng âm hay x bằng dương tại một giá trị thì y đều như nhau. Cho nên nhận trục OY làm trục đối xứng. Trục đối xứng. Bản chất của nó các con nhìn. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái đồ thị thứ hai này. Đồ thị thứ hai này là y bằng trừ 2 bình. Thầy dạy nhanh lắm nên chịu khó. Tâm hình dung phần này cho con. Tính chất đồ thị nó nằm ở đấy. Dạ rồi ạ. Nhưng mà vì khi các cô giáo các con dạy thì thường tách riêng ra cho nên ta rất khó hình dung. Nên là thầy sẽ gộp luôn một cái. Thì bây giờ chúng ta sẽ xét này. Rõ ràng các con nhìn thấy cái này luôn luôn bé bằng không. Đấy. Thế thì bây giờ ta lập cho thầy thôi. Cứ lập cho thầy. Đoạn này mà hiểu thì rất dễ, mà không là rất khó. Trừ 2x bình. Thầy vẫn lấy thế. Trừ 2, trừ 1, 0. Các em thích lấy bao nhiêu được nhé. 1 và 2. Trừ 2 là được 4 nhân là được trừ 8. Cái này các con phải làm nhanh này. Trừ 2 bình phương là 4. 4 nhân trừ 2 là 8 này. Trừ 2 này, trừ 2, trừ 1 bình phương là 1 nhân trừ 2 này, 0 này, trừ 2 này, trừ 8. Các con thấy, vậy trường hợp này ta thấy này, chỉ duy nhất một số lớn hơn nhất đó chính là bằng 0. Nhìn thấy chưa? Còn tất cả đều nhỏ hơn 0 cả này. Và ở đây thì bằng cái logic tư duy của chúng ta thì chúng ta biết là cho dù x có bằng bao nhiêu đi nữa trên tập xác định của cái biểu thức này, cái hàm này, thì y luôn luôn bén bằng không. Và chúng ta lại vẽ này, lấy điểm này, nhớ này, lấy điểm này. Thầy lưu ý là các con, thầy chỉ dạy đến 60% hiểu bài đấy nhá, vì không có thời gian để dạy kỹ kiểu như trên trường đâu. Dạy kỹ quá, hiểu quá rồi hôm nào thầy cô dạy là coi như mất ý nghĩa. Ta lấy này. X bằng trừ 1 này. Y bằng trừ 2 này. X bằng 1, y cũng bằng trừ 2. Đây là trừ 2.
Đấy, đầu tiên chúng ta chưa hiểu lắm thì cứ thế này mà làm thôi. Cái này thì đường thẳng ta làm quen rồi. À. X bằng 0, y bằng 0 là điểm thứ hai. X bằng trừ 2 này. Trừ 2 với 2 này. Thì y bằng trừ 8. Trừ 8. Các con làm cho thầy đẹp đẹp nhé. Thầy vẽ trên cái phần mềm này nó xấu tí. Thông cảm nó, thầy chỉ minh họa cái dạng. À, vậy điểm này này. Điểm này này. Vậy thì ta nối các điểm lại lại với nhau không? À, cái này vẽ hơi xấu tí, các con chịu khó. À, à. Thì các con thấy nó cũng đối xứng này. Nhân trục OY làm trục đối xứng này. Nhưng đồ thị lúc này nó là có dạng này. Đấy, đỉnh chóp nó nằm ở phía trên. Thể hiện nó có giá trị lớn nhất là bằng 0. Và các con nhìn thấy có cái gì xuất hiện trên trục hoành không? Bởi vì thực tế y bằng trừ 2, bình luôn luôn bén bằng không, có nghĩa hoàn toàn nó nằm phía dưới trục hoành. À, thì bây giờ các con thích lấy bao nhiêu điểm nó cũng được. À, cho nên khi vẽ loại này thì các con phải chú ý. Ngày xưa thì các thầy phải dùng cái gì đây? Ngày xưa ở quê mà không có thước compa đẹp như bây giờ là các thầy thường là thầy cô giáo bày ra là về lấy cái vỏ cây tre vót thật thật mỏng vào, và mỗi lần vẽ và bắt đầu bẻ cong nó lại vẽ nó mới đẹp. À, để nhớ nhá, chứ còn bây giờ các con thì quá đầy đủ rồi, còn chúng tôi ngày xưa không có đâu. Muốn vẽ được cái này đẹp, và cái này khi vẽ các con không được vẽ cái này này. Đó. Không được vẽ thế này nhá, mà nó phải à, kiểu thế này. Và cái này sách giáo khoa có rất rõ ràng rồi. Vậy thì nếu A nhỏ hơn 0 thì đồ thị có dạng thế này. Đây là hình 2, là trường hợp A nhỏ hơn 0. Bây giờ chúng ta nhìn đến tính chất của hàm thì chúng ta sẽ biết được tính đồng biến nghịch biến của nó này. Đồng biến nghịch biến này. Bây giờ thầy nhờ một chút. Đấy, xong bài tập phần này đó nhá. Đấy, các con thấy chưa? Người ta chưa vẽ cho các con vẽ hình đâu. Đấy, bây giờ bắt đầu mới vẽ hình này. Đấy, nhưng mà thầy làm luôn một lúc. Đấy, thì bây giờ chúng ta kiểm tra này. Giả sử trường hợp là y bằng ax bình với a lớn hơn 0 thì đồ thị của nó, đồ thị có dạng thế này. Đây là x bằng 0. Thầy vẽ quá quá này. Đây là 0. Cộng vô cùng. Âm vô cùng. Thế thì bây giờ thầy hỏi bạn Nhi cho thầy biết trên đoạn nào thì hàm số sẽ nghịch biến nhỉ? Vậy hàm số y bằng ax bình với a lớn 0 nghịch biến trong khoảng nào? Trong khoảng nào? Nhi nhỉ? Em đâu thấy là em tưởng là a lớn hơn 0 thì nó không nghịch biến đâu chưa? Sao lại không nghịch biến? Không, nhìn đấy. Đấy, có phải nó đi xuống không? Đúng rồi ạ. Nhìn trên thực tế là nó có nghịch biến. Vì vậy ta nhìn đồ thị thế này. Vậy thì tại sao nó nghịch biến? Để hiểu bản chất, chúng ta kiểm tra đây. Ví dụ, đấy, nhiều bạn bị nhầm lẫn chỗ này đây. Y bằng là 4x bình chẳng hạn. Thì khi x bằng trừ 2, y sẽ bằng 16. Khi x bằng trừ 1, thì y sẽ bằng 4. Con nhìn thấy là x bằng trừ 2 chính là x nhỏ hơn. Đấy là x1 đi, x2 đi. X1 nhỏ hơn x2, mà lại y1 lại lớn hơn y2.
thì có phải nó nghịch biến không? Đúng không? X1 bằng trừ 2 thì Y1 bằng 16. X2 bằng trừ 1 thì Y2 bằng 4. Vậy thì X1 bằng trừ 2 thì nhỏ hơn X2 là bằng trừ 1 rồi. Nhưng Y1 lại bằng 16 lớn hơn. Tại vì sao? Vì một số bình phương lên thì luôn luôn là số dương. Cho nên khi X đạt càng giá trị nhỏ về phía âm ấy, thì bình phương lên lại càng lớn. Cho nên X càng nhỏ thì Y lại càng lớn. Cho nên hàm sẽ nghịch biến. Vậy thì các nhìn nhìn là phía bên tay trái của chúng ta là hàm nghịch biến. Vậy thì trong khoảng nào? Đó chính là x thuộc từ âm vô cùng đến 0. Đây là khoảng nghịch biến. Còn nhìn thấy đồng biến đây. Đồng biến đây. Các em nhìn lên đồ thị nhá. Rồi thầy bày cho cách để học cho dễ. Bởi vì sao? Khi x dương thì x càng tăng thì lũy thừa lên càng tăng. Đúng các em? Ừ. Cho nên trường hợp này là hàm số đồng biến x thuộc từ 0 đến cộng vô cùng. Các con nhìn thấy chưa? Đấy. Và rõ ràng nhất là nhìn lên đồ thị, ta thấy đoạn này nó đi xuống. Từ đây bắt đầu nó sẽ gặp nhau ở điểm đây. Đây chính là điểm là gì đây? Xoay chuyển từ nghịch biến sang đồng biến và ngược lại. Thì đấy là trường hợp hệ số A dương, chính là A dương. Còn trường hợp thứ hai là ví dụ 2 đây. Là Y bằng trừ 2X bình đây. Trường hợp này là dạng tổng quát Y bằng AX bình với A nhỏ hơn 0. Với A nhỏ hơn 0. Thế thì như lúc nãy thầy nói rồi. Đây đồ thị các em. Con nhìn vào cái này dễ làm nhất. Thầy vẽ hơi xấu là vì cái phần mềm này khó vẽ hình. Đây. Đây là 0 này. Thầy lấy trục số và các con nhìn thấy dễ. Thầy chỉ lấy trục ôi thôi, ôi thầy cũng quan tâm nhiều. Đây là 0. Đây là âm vô cùng. Đây là cộng vô cùng. Làm cái này mới nhanh được. Thế các con nhìn thấy cái này ấy, thì vế bên này là hàm tăng. Còn vế bên này thì hàm lại giảm. À, thì trường hợp này là hàm số đồng biến. Hàm số nghịch biến. Nếu bạn nào biết cách suy luận thì ra rồi. Là x thuộc từ 0 đến cộng vô cùng. Bởi vì bây giờ có dấu ngược với dấu ban đầu mà. Thì như ban đầu Y bằng AX bình, nếu A dương thì khoảng nào đồng biến. Thì bây giờ nếu như A âm thì khoảng đấy lại trở nên nghịch biến thôi. Và hàm số đồng biến X thuộc từ âm vô cùng đến 0. Đấy, hình dung ra chưa? Hình dung ra nhá. Hình dung ra nhá. Đây, thầy minh họa cho các con đây nhá, người ta vẽ hết rồi này, người ta lấy điểm giống thầy trò chúng ta này, à, thế nhưng mà vì ở đây người ta lấy nhiều lắm, đó, tha hồ mà nói, Parapol, đây là tên về Parapol đọc bài này thấy có ứng dụng nhiều, đó, đấy là hết nhá, hết phần, các con sẽ hết phần hàm số. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn vẽ được một cái đồ thị thì chúng ta căn cứ vào trong sách để chúng ta có những cái thuật ngữ làm tròn đến đầu đến đũa. Đó chính là đây. Thuật ngữ đây. Đây này, người ta ghi này. Đồ thị Y bằng AX bình là một đường cong đi qua góc tọa độ và nhận OI làm trục đối xứng. Thầy đã nói đi nói lại lúc nãy rồi này. Đường cong đó được gọi là một parabol đỉnh O. Đấy. Nếu A lớn hơn 0 thì đồ thị nằm phía trên trục hoành, O là điểm thấp nhất. Nói thế này thì nhiều khi các em không hình dung, thầy phải vẽ bằng hình học. À, nếu A nhỏ hơn 0 thì đồ thị nằm ở phía dưới trục hoành và O là điểm cao nhất. Vậy tại sao là cao nhất và thấp nhất thì các con biết rồi. Nhá. Các con biết hết rồi nhá.
Thế còn cách vẽ đồ thị này thì các con lưu ý, ta lập bước 1 là chúng ta lập bảng. Trong này thì người ta cho thường ấy là các con có tập xác định. Sau đó thì chúng ta xác định các cái điểm đặt lên, và ít nhất mỗi bên là phải có 2 đến 3 điểm để vẽ. Và nhớ là luôn luôn đi góc qua góc tọa độ. Nhớ cho thầy tính chất để vẽ. Và sau đó thì nhận xét là trục OI làm trục đối xứng. Và cái điểm này này, điểm này người ta gọi là đỉnh nhé. Điểm này người ta gọi là đỉnh. Nhớ cho thầy. Thì đơn giản thế thôi. Và thầy trò chúng ta đã làm hết cái phần này. Và Tâm đã hình dung ra chưa con? Dạ rồi ạ. Đấy, nhanh nhá, xong rồi nhá. Xong hết rồi nhá. Xong hết phần này nhá. Về nhà tự làm nhá, tí nữa thầy làm sau nhá. Bây giờ chúng ta sang phần phương trình bậc 2 một ẩn. Phần này thầy để cho các con ngẫm một tí. Các con ngẫm một tí. Phương trình bậc 2 một ẩn. Thì phần này thầy dành cho 5 phút xem lại cho thầy cái phần parabola lúc nãy đi. Y bằng AX bình. Phân biệt được cho thầy 3 điểm. Thứ nhất là Y bằng AX bình thì hình dạng đồ thị của nó khi là A dương và A âm. Thứ hai là tính đồng biến nghịch biến của đồ thị. Và thứ ba là cách vẽ cái parabola này như thế nào. Nhá, sau đó ta sẽ sang phương trình bậc 2. Thầy dành cho các em 5 phút. 5 phút.